Nếu một người đang tìm một chiếc xe đạp gấp để mà bỏ trong cốp xe của mình hay là di chuyển ở những cung đường ngắn thì đây là một mẫu xe khá là phù hợp. Xin giới thiệu mọi người, đây là dòng Phoenix Brava. Thì con này bên em trước đây bán rất là nhiều rồi, tuy nhiên thì đợt này thì bên em mới có hàng lại để mà giới thiệu đến mọi người. Thì bây giờ em sẽ nói sơ về cấu hình, sau đó là gấp gọn con xe này lại để xem là con xe này nó sẽ chiếm bao nhiêu diện tích nha. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là mới. Dòng Phoenix Brava thì trước đây bên em đã giới thiệu rồi, tuy nhiên thì lần này thì nó về cũng y chang như vậy nha mọi người. Khung ở đây chúng ta sẽ có một thiết kế khung thép nè, kèm theo là những cái khóa mở. Rồi bánh ở đây chúng ta sẽ được trang bị là bánh 20 inch. Đó, thì bánh 20 inch nó sẽ cho chúng ta cái trải nghiệm tốt hơn so với lại bánh 16 inch. Thì bánh 16 inch nó sẽ đạp thì nó chạy hơi chậm nha mọi người. Thì bánh 20 inch nó sẽ nhanh hơn được một tí. Thì mọi người có thể đi xa hơn được một tí nữa. So với lại các cái mẫu xe khác thì đi trong vòng 2 cây thì con này nó có thể đi hơn một tí nữa, khoảng 3 cây số nha. Đó. Rồi, thì trên này chúng ta sẽ có một bộ tay đè của RevoShip. Thì ở đây chúng ta sẽ có 7 líp sau. Thì mọi người đi, ví dụ như mọi người đi du lịch ở Tây Nguyên đi, thì cung đường nó hơi dốc, nó hơi nặng, thì mình có thể sử dụng cái bộ tay đè này để mình chuyển cái cấp số, làm cho cái xe của mình đạp nó nhẹ hơn. Đó. Rồi, yên thì về cảm giác ngồi thì khá là mềm nha mọi người, yên khá là êm. Mọi người đi dòng này thì không sợ bị ê mông nhiều đâu. Đó, cọc yên thì chúng ta sẽ cân chỉnh được nè. Mọi người chỉ cần mở cái khóa này ra thôi là cân chỉnh được phù hợp với chiều cao của mình. Rồi, trên này thì phần cổ này thì cũng tăng chỉnh được luôn nha mọi người. Vẫn tăng chỉnh được rồi. Đó, nó đã xuống. Thì mọi người có thể tăng chỉnh lên xuống làm sao cho cái tư thế lái của mình nó thoải mái nhất là được. Đây. Phía sau này thì chúng ta sẽ có một ba ga. Đó, ba ga này thì bên em mới gái thôi. Tuy nhiên thì về trọng lượng mọi người có thể chở đâu đó khoảng 50 kg đổ lại là phù hợp nha. Đó, dòng ba ga này rất là chắc. Khung của này là khung thép rồi. Đa số các cái mẫu xe đạp gấp bên em đều sử dụng khung thép, bởi vì thép nó mới chịu lực tốt được mọi người. Rồi, bây giờ em sẽ gấp con xe này lại xem là nếu mà gấp nó lại thì nó sẽ còn là cái chiếm diện tích của mình khoảng bao nhiêu nha. Rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành là ghép cái xe này lại nha, gấp nó lại xem là nó sẽ chiếm diện tích bao nhiêu. Thì đây, anh quay sát ở đây. Ở đây sẽ là phần cổ nè. Đó, mọi người muốn gấp nó xuống nó gọn á thì phải mở ra. Rồi, mở nó xuống, gấp nó lại để cho nó cố định nha mọi người. Rồi, phía dưới thì ở đây nè, nó sẽ có một cái chốt an toàn. Mọi người muốn mở ra thì phải lấy cái này ra trước, rồi sau đó mình sẽ mới lấy cái này ra được. Đó, rồi ok, bẻ nó xuống, gấp nó thế này thôi. Rồi, trước khi mọi người gấp cái này á thì nên hạ hết những cái này xuống đó để cho nó tiện cho mình nha. Rồi, hạ xuống nè, rồi khóa lại cho nó cứng. Rồi, phần bế đan này mọi người cũng có thể gấp lại nha mọi người. Đây, mọi người muốn gấp lại thì đẩy nó vô đó, xong rồi gấp lại. Bên này cũng y chang thì nó sẽ đỡ chiếm cái diện tích của mình hơn khi mọi người bỏ con xe hay là bỏ trong những cái phòng mà nó nhỏ, có diện tích nhỏ. Rồi, cái quan trọng nhất là ở đây thì mọi người mở cái này ra nè. Ban đầu nó sẽ như thế này, mọi người sẽ mở nó ra, xong rồi lấy cái này ra, sau đó mọi người phải nhấc cái này lên, nhấc cái này lên nè. Đó, mọi người thấy không, nó có lên xuống được nè. Thì mọi người nhấc nó lên rồi mới kê gối vô, xong rồi mình mới lấy nó ra được. Đây, cái này nó còn khá là mới nên là nó hơi rít nha mọi người. Rồi đó. Rồi thì sau khi mà mọi người ấy xong á thì mọi người sẽ gấp nó lại. Rồi đây, cổ nó phải quay vào qua trong cái phần tay cầm này, mọi người phải cho nó vào trong nha thì nó mới gọn được. Đó, rồi tổng thể cái xe của mình sau khi mà gấp lại thì nó sẽ chiếm diện tích đâu đó khoảng 60 đến 70 cm nha mọi người. Thì với cái diện tích như thế này mọi người có thể bỏ trong cốp xe hay là phòng của mình. Có cái diện tích nhỏ thì nó không có chiếm diện tích nhiều lắm. Rồi, thì mẫu Phoenix Brava này đang có giá là 3 triệu 990 ngàn. Hiện tại đang được giảm 200 nha mọi người. Còn 3 triệu 790 ngàn. Mọi người mà quan tâm thì liên hệ bộ phận kinh doanh của Tâm Đức Xe Cộ nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.